Quý khán giả thân mến, câu lạc bộ TCM thành phố Phan Thiết có lẽ là cái tên không còn xa lạ đối với các bạn thanh niên có niềm đam mê ca hát, đúng không ạ? Đây là nơi mà các bạn trẻ được học, được rèn luyện kỹ năng ca hát cũng như là được thỏa niềm đam mê của mình với nghệ thuật. Và thưa quý vị, hơn cả là các bạn trẻ khi đến với câu lạc bộ TCM thành phố Phan Thiết sẽ được sống trọn tuổi thanh xuân của mình với nhiệt huyết cùng với niềm đam mê nghệ thuật. Và góc nhìn nghệ thuật ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng gặp gỡ những bạn trẻ năng động và tài năng của câu lạc bộ này nhé. Mỗi tuần vào tối thứ Sáu và sáng Chủ nhật, gần 30 bạn trẻ đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ở thành phố Phan Thiết lại cùng tập hợp tại nhà thiếu nhi thành phố, trò chuyện, luyện tập và sẵn sàng biểu diễn bất cứ lúc nào. Từ nhiều năm nay, câu lạc bộ TCM thành phố Phan Thiết là ngôi nhà chung giúp phát hiện, ươm mầm và nuôi dưỡng biết bao giọng ca đẹp. Có thể kể đến thành viên nổi bật Lê Quốc Phú, giải nhì tiếng hát truyền hình Ngôi Sao Biển Bình Thuận năm 2018, giải ba giọng ca vàng thành phố Phan Thiết năm 2017, cùng nhiều giọng ca là những gương mặt quen thuộc ở các sân khấu tụ điểm ca hát của tỉnh nhà. Năm 2019, tỉnh đoàn Bình Thuận bắt đầu tổ chức lại cái hoạt động là liên hoan tiếng hát tuyên truyền ca khúc cách mạng. Đội TCM thành phố Phan Thiết năm ngoái được hai giải, đó là giải một giải nhì và một giải ba. Năm nay thì với chủ đề là chào mừng Đại hội Đảng tỉnh Bình Thuận và Đại hội Đảng các cấp, thì đội TCM thành phố Phan Thiết đã may mắn đạt được giải nhì toàn đoàn. Các bạn thành viên thì tham gia rất nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật ở trên thành phố cũng như là cấp trường mà các bạn đang theo học. Thì đa phần tất cả các bạn ấy đều khi mà tham gia một cái hội diễn, một cái cuộc thi về ca hát tại trường thì các bạn chỉ được giải ba trở lên thôi. Có rất nhiều bạn đã được giải nhất cấp trường cũng như là cấp phường xã ở cái nơi các bạn đang ở. Em tham gia câu lạc bộ TCM đến nay thì gần được 5 năm. Từ khi tham gia tới bây giờ thì em cảm thấy là mình tự tin hơn, mình có thể hát hay hơn hồi trước rất nhiều. Và mình có thể giao lưu được với nhiều anh chị cũng như là các em nhỏ. Còn có tên gọi là đội thanh niên tuyên truyền ca khúc cách mạng, câu lạc bộ TCM thành phố Phan Thiết nhiều lần đại diện cho lớp bạn trẻ của thành phố tham gia biểu diễn những ca khúc cách mạng phục vụ các hội nghị chính trị của tỉnh thành phố. Được thành lập từ tháng 3 năm 2003 do anh Dương Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Phan Thiết làm chủ nhiệm. Đến tháng 6 năm 2003, anh Trần Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Phan Thiết. Vì nhiều lý do khách quan, câu lạc bộ đã tạm ngưng hoạt động trong suốt 2 năm 2013 đến 2015. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với những ai yêu thích ca hát, đặc biệt là với Nguyễn Thanh Huy, Ủy viên Hội đồng đội thành phố, cán bộ phụ trách công tác đoàn đội trường học thành phố, người cán bộ đoàn đội vô cùng tâm huyết với câu lạc bộ. Quyết tâm, Huy đã cùng vài người bạn tạo dựng lại câu lạc bộ để chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2015 đến nay. Do tất cả các bạn đã xem cái câu lạc bộ này như là một gia đình thứ hai của các bạn rồi, cho nên là các bạn khi mà các bạn được bước lên sân khấu, các bạn được diễn thì các bạn sẽ rất là vui, rất là tự hào. Chính vì vậy cho nên là bằng mọi giá thì các bạn cũng sẽ dành thời gian cho cái việc tham gia biểu diễn, tham gia các cuộc thi và biểu diễn phục vụ cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã thu hút được rất nhiều đoàn viên thanh niên đến với phong trào văn hóa văn nghệ của đoàn. Có những bạn đã tham gia câu lạc bộ nhiều năm, có những bạn chỉ mới đứng trong đội hình được vài tháng. Nhưng tất cả đều có chung một đam mê, đều tràn nhiệt huyết và luôn sắp xếp việc học tập, làm việc để dành mỗi tuần hai buổi tập cùng đồng đội và đi biểu diễn khắp nơi, giành được nhiều thành tích nổi trội. Khi mà được tham gia hoạt động thì hào hứng với lại rất là thích. Mình được rèn luyện bản thân hơn về khả năng giao tiếp, khả năng ứng xử với mọi người. Khi mà trình diễn cùng câu lạc bộ thì em cảm thấy rất là vui và háo hức. Và trước khi trình diễn thì các anh chị cũng đã cho em những kinh nghiệm cũng như là những cái suy nghĩ của để truyền tải cho em để em hát hay hơn những ca khúc đó và có thể trình diễn một cách tốt nhất.
mỗi năm, câu lạc bộ đều tuyển thêm thành viên mới, là ngày hội ca hát dành cho các bạn trẻ thử sức. Đầu tháng 9, câu lạc bộ đã hoàn thành đợt tuyển chọn duy nhất trong năm. Từ 60 thí sinh đã chọn được 32 thành viên. Các thành viên mới có một tháng được tập kỹ năng thanh nhạc, kỹ năng sân khấu cùng các thầy cô giáo được mời từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi các bạn được chính thức là thành viên của câu lạc bộ. Hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy háo hức, quyết tâm thể hiện hết nội lực. Sau buổi sinh hoạt, 23 thành viên mới chính thức lộ diện, nâng tổng số thành viên của câu lạc bộ lên 57 bạn. Em được học nhiều về kỹ thuật thanh nhạc và giọng của em thì được tốt hơn, và kỹ thuật xử lý bài hát của em cũng tốt hơn, và giúp cho em được là thành viên chính thức của câu lạc bộ. Trước khi mà vào câu lạc bộ thì mình chỉ hát theo bản năng, và mình nghĩ là mình hát như thế này, mình cứ mở miệng hát như vậy thôi. Còn vào đây thì mình được luyện thanh, mình được tập kỹ năng hát, luyện chính tả, thì việc mình hát mình sẽ được nâng cao hơn. Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều rất tốt và thân thiện, cũng như là giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi mà có một thành viên nào đó gặp khó khăn. 5 năm hoạt động và không ngừng phát triển lớn mạnh cho đến nay, câu lạc bộ TCM thành phố Phan Thiết dẫu có thay đổi thành viên, người ở, người đi và liên tục có thêm thành viên mới, thì đây vẫn là ngôi nhà chung mà các bạn trẻ có năng khiếu ca hát được sống trọn với đam mê, được cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt thành và có thời thanh xuân vô cùng ý nghĩa, tươi đẹp. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Không gian văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Quý vị hãy nhớ thời gian phát sóng của chương trình nhé, 11 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh BTV Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Còn bây giờ, Thùy Tiên và những người thực hiện chương trình thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.